Rồi, hello mọi người nha. Rồi, hôm nay mình quay chi tiết cận cảnh luôn. Cái đầu Blue Hit Salmon Rig nha, 3457. Đây một cái đầu dầu thiết kế rất là mini, gọn nhẹ luôn, đầy đủ các tính năng cần thiết luôn cho những bạn chuyên quay, cần những cái cú quay pan và tilt rất là mượt mà. Rồi thì đây là một full kim loại nha. Đó, còn một cái có trang bị thêm một cái tay nắm luôn. Các bạn có thể kéo dài lại luôn, rất là tiện. Rất là đẹp nha. Cái Salmon Rig Blue Hit 3457 này nó chỉ là một cụm phía trên thôi, đầu ốc là 38 nha, còn cái chân chạy bốt đây là không có kèm theo nha, nó là riêng nha. Đó, mình sẽ up thì mình gắn nguyên một gắn ở đây để mình test cho các bạn thôi. Đó, thì các bạn có đây là chụp panoramic nè, nó sẽ làm chụp hai chụp, một chụp trên với một chụp dưới. Đó, bạn hãy xoay điều chỉnh chụp panorama, đó rảnh chế độ luôn. Đó, mà mình khóa thì ở đây, bạn siết lại, đó là để khóa chụp. Xả ra là để bạn quay qua quay lại luôn, rất là mượt mà nha, cực kỳ mượt mà. Rồi tiếp đến là phần chụp tiêu. Chụp tiêu thì chụp ngay đây, bạn hãy xả cái này ra, đó lên xuống, nó tự động, nếu bạn ban nó tự động đưa về lại nè. Đó, có một cái độ đàn hồi rất là mượt nha, tải mát của nó là 5 kg. Đó, rất là thoải mái với những cái combo máy ảnh như bây giờ, ví dụ Sony A74 nè, 2470 gắn lên màn hình monitor phụ kiện rồi vẫn cân bình thường nha. Đó, và trang bị ống 1.4 nè, từ đây bạn có thể gắn thêm những cái tay arm, gắn thêm monitor luôn hoặc là những cái phụ kiện cần thiết, pin V mount rồi mình sẽ up gắn riêng. Đó, này là cái trục xoay để điều chỉnh nè. Đó, bạn cái này chỉnh lên xuống lấy xoay đó, được không mà đưa lại. Đó, ok, rất là ngon, mượt mà nha, cực kỳ mượt luôn á, nhẹ nữa, 300 mấy chục gram mà. Này Akatrit luôn, cực kỳ tiện. Nếu bạn không dùng cái play này thì bạn có thể gắn những cái máy ảnh K Summerix đó chuột vào đưa vào luôn dạng như vậy đó, xong bạn siết lại thôi. Đó, cái này là mình vặn nè, Akatrit trên nè, cực kỳ chắc chắn luôn nha. Đó, siết kẹp vào đó, bạn quay đồ pan tiêu đồ thoải mái luôn. Các bạn có lưu ý là những cái blue hit như vậy nè, đó nó không đầu dầu thường ít khi nào nó có nó quay dọc lắm, bạn phải bắt ốc video đây dẫn ngược máy lên mới được nha, nó không phải giống như cái ball hit đâu, hai cái đó hai cái là hai cái trường hợp khác nhau đó. Ok, rất là đẹp mượt. Còn trên này là giúp cho bạn điều chỉnh cái panorama phía trên, bạn có thể gạt cần ở đây đó, xoay xoay phía trên đó, xoay hai chiều luôn, vừa trên vừa dưới luôn. Đó, rất là tiện nha, double. Ok, cực kỳ đẹp gọn. Kèm theo play rất là nhỏ gọn luôn. Các bạn nếu đang tìm một cái đầu dầu mini ngon xịn bổ rẻ thì các bạn có thể nghiên cứu cái mẫu 3457 này nha. Mình bán khá là chạy luôn, giá mình bán đang cực kỳ tốt luôn, còn có 2 triệu mốt 50 à. Đó luôn, làm đẹp cực kỳ hoàn thiện, Samolix thì không có gì phải chê rồi. Ok, các bạn cần thì cứ liên hệ mình nha. Và sản phẩm đang có sẵn luôn, trả tốt cho mọi người.